Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2020, nền nhiệt trung bình có xu hướng thấp hơn năm 2019. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của tình hình thời tiết bất lợi trong mùa đông, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Hòa Bình khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động áp dụng các biện pháp để phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, tiếp tục dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại, di chuyển đàn trâu bò thả rông trên rừng về nuôi nhốt tại chuồng trong những ngày giá rét, đồng thời thực hiện tiêm phòng các vaccine định kỳ, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi để nâng cao sức miễn dịch, chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi.